Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo khi đi chọn mua máy bảo hành một năm bên tôi sẽ được bảo hành là 14 tháng thay vì bảo hành 12 tháng nhé. Một năm là có 12 tháng nhưng ở đây sẽ được bảo hành là 14 tháng. Và cái chính sách bảo hành của bên tôi đấy nó khác gì với các cái chính sách bảo hành của các cái bên khác? Thì đầu tiên nói về cái chính sách bảo hành. Bảo hành của bên tôi đấy là bảo hành trả lại đủ 100 trăm tiền cho khách hàng chứ không có chuyện đấy là sửa chữa ở trên máy cũng không có chuyện là đổi mới một cái máy khác nhé mà lại trả lại đủ 100 trăm tiền cho khách. Đầu tiên nếu bạn chọn mua bảo hành theo kiểu là bảo hành mặc định thì trong vòng một tháng bạn được trả lại 100 trăm tiền mua hàng ví dụ như cây máy đầu tháng bạn mua giá niêm yết ở trên web nó là 10 triệu cuối tháng cây máy đấy nó có thể là giảm giá còn có 9 triệu niêm yết ở trên web nhưng nếu máy nỗi bạn được trả lại đủ 10 triệu chứ không phải là trả lại 9 triệu nếu cây máy bạn mua bảo hành một năm thì cái gói bảo hành một năm là một triệu bạn mua cây máy là 10 triệu giá niêm yết trên web cộng thêm một triệu gói bảo hành là 11 triệu trong vòng một tháng đầu nếu máy nối bọn mình trả lại các bạn đủ 11 triệu nhưng bắt đầu kể từ tháng thứ hai trở đi nếu cây máy nối bọn mình trả theo giá niêm yết ở trên web cộng với lại cái tiền bảo hành còn lại ví dụ như là đến tháng thứ hai nó nối máy vẫn niêm yết là 10 triệu bọn mình sẽ trả lại bạn là 10 triệu cộng thêm một triệu chia cho 12 tháng nhân với 10 tháng còn lại các bạn hình dung không có nghĩa là một triệu đấy chia đều cho 12 tháng bạn còn lại bao nhiêu tháng bảo hành mình trả lại bạn bấy nhiêu tiền Ví dụ cây máy niêm yết là 10 triệu thì là 10 triệu cộng với lại 10 tháng bảo hành, 10 tháng bảo hành tương đương với lại khoảng tầm 830 000 mình sẽ trả bạn 10 triệu 830 000 Trả lại đủ nhá. Còn nếu bạn không muốn lấy tiền mà bạn muốn đổi sang một cây máy khác thì bọn mình sẵn sàng. Bạn có thể đổi sang cây máy đời cao hơn, đổi sang cây máy đời thấp hơn. Bạn bù tiền chênh lệch giữa hai cây máy hoặc là bạn mang tiền chênh lệch về thì cái cây máy mới bạn sẽ được bảo hành tăng thêm một tháng. Ví dụ như cây máy cũ là còn 10 tháng bảo hành thì khi bạn đổi sang một cây máy khác ấy, thì cái cây máy mới sẽ được bảo hành 51 tháng. Và nếu bạn muốn lên đời xuống đời thì bạn chẳng mất một xu nào cả. Tại vì máy bạn lỗi, bạn có quyền đổi, bạn có quyền đổi. Bạn có quyền lên đời, bạn có quyền xuống đời. Lên đời thì bù thêm tiền, xuống đời thì mang tiền về. Và nhiều người nghĩ đến cái chính sách này của bên mình ấy, nó giống kiểu bảo hành một năm một đổi một nhưng sai nhé. Nó khác hoàn toàn nhá Bây giờ nếu bạn mua một con iPhone mà máy bị lỗi bạn mang qua Apple bảo hành, người ta đổi cho bạn một con iPhone khác chẳng hạn nhưng bạn tiếp tục phải dùng con iphone đấy chứ bạn không được dùng samsung bạn không thể nào trả lại cái máy đấy được nhưng ở đây nhá bọn mình cho bạn trả lại đây là cho trả lại và thu lại bằng giá không trừ bất kể một xu nào cả các bạn cứ tính và nghĩ mà xem đúng không thì ở đây đấy là cái chính sách của bọn mình là như thế bọn mình cho khách hàng có quyền lựa chọn lại có quyền lựa chọn lại nhá chứ còn tất cả mọi cái chính sách bảo hành tại việt nam mà mình đang biết nhá thì đó là không cho có sự lựa chọn lại cửa hàng còn ở đây bọn mình cho khách hàng có sự lựa chọn lại cửa hàng nhé. Có thể tiếp tục tin vào bọn mình hoặc là không. Đấy là tùy vào khách hàng. Còn ở đây đấy, mình chỉ cho các bạn một cái mẹo khi đi chọn mua máy bảo hành một năm ở bên mình đấy sẽ được bảo hành 14 tháng. Đầu tiên khi mua máy là không mua bảo hành một năm mà các bạn sẽ sử dụng cái gói bảo hành mặc định. Mua máy là nó có sẵn cái gói bảo hành mặc định khi gần hết gói bảo hành mặc định thì lúc đấy mới mua gói bảo hành một năm ví dụ như các bạn mua ngày mùng 1 thì đến ngày 29 các bạn nhắn tin lại cho cửa hàng Bảo đấy là mua gói bảo hành một năm các bạn thêm một triệu nhân viên sẽ viết lại cái phiếu bảo hành một năm là bắt đầu kể từ ngày bạn mua nhé đó thì lúc đấy bạn mua bảo hành là cây máy đấy được bảo hành tiếp một năm có nghĩa là bạn đã được 13 tháng rồi khi các bạn dùng gần hết bảo hành một năm các bạn mang cái máy đấy bán lại cho cửa hàng tại vì khi máy mua bảo hành một năm nó có một cái ưu đãi Đấy là bạn bán lại cái máy sẽ được thu lại bằng giá niêm yết ở trên web, không trừ chi phí gì cả. Ví dụ như cái máy đấy đang niêm yết ở trên web giá là 10 triệu thì sẽ được thu lại giá là 10 triệu mà không trừ một đồng nào cả. Sau đó bạn cầm 10 triệu đấy, bạn lại mua một con máy 10 triệu thì cái cây máy 10 triệu đấy lại được bảo hành mặc định một tháng. Thế là các bạn được 14 tháng, đúng không? Thế là mua bảo hành một năm được bảo hành 14 tháng. Nhưng cái này đấy, nếu ai không lên đời thì hãy làm. Chứ còn lên đời máy thường xuyên ấy, thì mình khuyên thật là không lên. Tại vì sao? Tại vì nếu máy bảo hành một năm đấy, sau này các bạn lên đời đấy, thì cái máy mới của các bạn cũng được bảo hành một năm. Tại vì sao? Tại vì khi lên đời đấy, cái máy mới sẽ được bảo hành theo cái máy cũ. Cái máy cũ bảo hành mặc định thì cái máy mới cũng được bảo hành mặc định. Cái máy cũ bảo hành một năm thì cái máy mới cũng được bảo hành một năm. Mà trong khi phí lên đời, hai cái đều là 500 nghìn. Các bạn hình dung không? Lên đời hay xuống đời thì phí đều chỉ có 500 nghìn. Lên đời thì bù thêm tiền, xuống đời thì mang tiền về. Mà trong khi nó lại được bảo hành lại một năm Trong một năm đấy nếu nó lỗi Nó lỗi bạn được trả lại đủ 100 trăm tiền theo giá web Các bạn cứ nhớ nhé Trả lại đủ 100 trăm tiền theo giá web Cộng thêm với 83 000 Nhân với cái số tháng bảo hành còn lại của cái máy Có nghĩa là bạn mang về đúng giá trị của cái máy Chứ bọn mình không lấy bất cứ một xu nào của các bạn cả Và nhiều bạn cứ nghĩ đây là cái này nó cũng như các cái bảo hành khác nhưng khác hoàn toàn ấy cứ ngồi nghĩ mà xem thế nhá